Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel. Đây là Nazo 50A Prime và đây là Redmi 10C. Hai con điện thoại mà được anh em yêu cầu mình làm so sánh đánh giá cực kỳ nhiều. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn so sánh và đánh giá hai em này để xem là em Nazo 50A Prime và cũng như là con Redmi 10C em nào sẽ ngon hơn, và nếu như có tầm tiền khoảng tầm 3 triệu chúng ta nên lựa chọn máy nào nhá. Ok, trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào mà quan tâm về Redmi 10C và kể cả là Realme nữa thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Seponet. Đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì hãy ngay lập tức đi vào với bài đánh giá thôi. Rồi, cái điểm đầu tiên mà chúng ta đánh giá đó chính là thiết kế. Tại vì khi mà chúng ta mua điện thoại thì cái thiết kế là một trong những cái phần không thể nào mà thiếu được. Có thể là các bạn sẽ vì cái yếu tố chính là thiết kế mà trước kia, có thể là các bạn sẽ dùng cái yếu tố thiết kế là cái yếu tố mà then chốt để chọn mua điện thoại. Và đối với cá nhân mình cũng vậy các bạn ạ, mình cần một chiếc điện thoại có thiết kế đẹp, mình cần một chiếc điện thoại có thiết kế sang trọng. Thì vậy thì hai con này, con nào nó có thiết kế đẹp hơn? Thì đối với cá nhân mình nhá, thì mình thấy rằng là với em Realme Nazo 50A Prime nó có một cái thiết kế. Thì theo cá nhân mình thấy rằng là với em Realme Nazo 50A Prime này, nó có một cái thiết kế nó sang hơn, nó có một cái thiết kế nó hiện đại hơn và có vẻ như là nó cao cấp hơn so với em Redmi 10C. Còn Redmi 10C thì nó làm theo cái hướng là điện thoại giá rẻ, và điện thoại giá rẻ trong tầm này ấy, thì gần như chiếc điện thoại nào cũng có cái form thiết kế giống như em Redmi 10C. Cái phần sau của nó là phần nhựa nhám và thiết kế của nó sẽ bo cong đúng không? Còn với em Nazo 50 ấy, thì nó sẽ là phần viền vuông, nó đẹp hơn, nó vuông vức hơn, và mặt sau của nó thì nó lại làm cái dạng giả kính, trông nó rất giống những chiếc điện thoại có mức giá cao khoảng tầm là 7-8 là như là hơn chục triệu đồng. Nên là nếu như các bạn yêu cầu một chiếc máy giá rẻ nhưng mà có thiết kế nó phải cao cấp, thiết kế nó phải đẹp, thì em Nazo 50A Prime này nó thực sự là cực kỳ đẹp trong tầm giá. Và em này thiết kế đẹp là một chuyện, nhưng mà nó vẫn có một cái điểm trừ khi mà chúng ta so sánh về mặt thiết kế so với Redmi 10C nhé. Đó là về cảm giác cầm nắm. Thì con Nazo 50 do là viền của nó này nó hơi vuông vức nên là khi mà chúng ta cầm vào tay thì cảm giác là nó không được thoải mái. Còn con Redmi 10C này nó bo tròn, là thiết kế nó giá rẻ nhưng mà bù lại một cái là cảm giác cầm nắm của nó tốt, nó ôm tay hơn và không có gây cấn. Thì cái này sẽ tùy theo anh em. Đối với cá nhân mình thì mình lại kết em này về cái phần thiết kế hơn. Còn đến với cái điểm thứ hai, khi mà chúng ta mua điện thoại thì chắc chắn cái màn hình chính là cái mà đập vào mặt chúng ta hàng ngày. Nếu mà chúng ta dùng điện thoại mà cái màn hình nó không có nét, một cái màn hình nó không có đẹp, một cái màn hình mà có trải nghiệm không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến trải nghiệm người dùng đúng không? Thì với em Nazo 50A Prime ấy, thì nó sẽ có kích thước màn hình đó là 6,6 inch. Còn với em Redmi 10C thì nó lại có màn hình là 6,7 inch. Như vậy thì với con Redmi 10C màn hình của nó sẽ to hơn một tẹo, nhưng mà cái sự to hơn ở đây là không nhiều. Và mình thấy với kích thước 6,6 và 6,7 thì đã thoải mái đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi. Cái các bạn cần quan tâm đó chính là tấm nền và chất lượng hiển thị. Thì em Redmi 10C và em Nazo đều dùng IPS LCD đó, nên là về khả năng hiển thị góc nhìn của cả hai máy thì mình đánh giá đều ổn. Nhưng cái cốt nói ở đây là em Nazo 50A Prime này nó lại có màn hình là Full HD Plus các bạn ạ. Trong khi đó con Redmi 10C nó chỉ có màn hình là HD cộng mà thôi. Và con Redmi 10C cũng không có cái điểm nâng cấp, ví dụ như tần số quét màn hình cao hay là chúng ta có những thứ khác để bù lại. Thế nên mình thấy rằng là nếu như được lựa chọn về màn hình, về khả năng hiển thị đẹp hơn này, độ phân giải tốt hơn này, cũng như là độ sáng cao hơn, thì kèo này mình thấy rằng là em Nazo 50A đang cho con Redmi 10C này hơi bị thấm đòn rồi đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với những yếu tố tiếp theo, đó là về phần mềm bên trong. Thì hiện tại cả hai máy đến từ hai nhà sản xuất khác nhau và nó đang chạy cho mình hai hệ điều hành khác nhau. Quan trọng là vẫn là một hệ điều hành nhưng mà hai cái phiên bản Android tùy biến khác nhau. Thứ nhất là MIUI 13 bên Xiaomi, cũng như là phiên bản cái Realme UI ở bên phía nhà Nazo. Thì cả hai chiếc máy của mình đang có ở đây đều là phiên bản Android 11. Và với cả hai điều hành này thì nó đều có ưu và nhược điểm, nó đều có những điểm cộng điểm trừ. Thì cái này mình cũng sẽ không thể nào mà đánh giá và so sánh được. Cái nào cũng có cái hay của nó nên là mình sẽ cho hai chiếc máy này đều ở cái khoản này nhá. Còn về cái phần cấu hình ấy, thì khi mà đã nhắc đến cấu hình thì thôi, con Realme này nó thua đứt đuôi luôn. Tại vì căn bản á, con Redmi 10C được trang bị một con chip mà phải nói rằng là với mức giá này mình cho là hời, là con chip Snapdragon 680 và nó có 4GB, 64GB bên trong, thì option thấp nhất của hai chiếc máy gần như tương tự. Nhưng mà quan trọng là con chip Snapdragon 680 này nó tối hóa game, ứng dụng và hiệu năng của nó tốt hơn rất nhiều so với con chip Unistock T612 đang có trên con Nazo 50.
Cụ thể thì với số điểm AnTuTu các bạn đã thấy rồi là nó chênh lệch khoảng tầm là 20%, nhưng mà với cái bản trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy rằng là cái sự chênh lệch ở đây là nhiều hơn thế các bạn ạ. Về chơi game ấy, thì em Nazo 50A Prime này thì nó chỉ đáp ứng được cái nhu cầu chơi game ở mức là bình thường, trung bình trở lại thôi. Còn với em Redmi 10C thì nó đáp ứng tốt hơn ở cái nhu cầu chơi game của chúng ta. Các bạn có thể setting được FPS cao hơn, cũng như là chúng ta có khả năng tối hóa game này, rồi là trải nghiệm game ở cái mức là trung bình khá đó. Nên là nếu như các bạn đang cần một chiếc máy mà có một cái trải nghiệm sử dụng nó mượt mà và các bạn là cái hiệu năng để chơi game nó tốt, thì các bạn hãy chốt ngay cho mình con Redmi 10C này mà không cần lăn tăn thêm bất cứ một điểm nào khác nữa nhá. Nói chung về hiệu năng, con Redmi 10C này nó đỉnh hơn nhiều. Nói thế không phải là con Nazo 50A Prime nó quá đuối, nhưng mà thực sự là một con chip Unitoc T612 thì hiệu năng, sức mạnh của nó cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu các bạn có nhu cầu không cao, không phải quá lớn, cũng không phải chơi game quá nặng thì nó vẫn có thể là sử dụng tốt. Rồi, đến với một cái điểm tiếp theo, đó chính là về phần camera. Thì có một cái sự trùng hợp ở đây là camera của con Redmi 10C và camera của con Nazo 50 ấy, thì nó gần như nhá, chúng ta sẽ có một cái cụm camera có cái độ phân giải chính là như nhau. Các bạn sẽ có camera chính 50 chấm này, các bạn sẽ có camera 2 chấm macro. Và với con Nazo 50A thì nó có thêm một cái camera là 0.3 chấm deep để đo độ sâu trường ảnh nữa. Cái này nó không quan trọng lắm, hai camera phụ trên những dòng điện thoại này nó chỉ làm cảnh, nó chỉ làm marketing là chính. Chứ bây giờ mà làm điện thoại một cam thì ai mà mua, đúng không? Thì mình sẽ nói luôn về cái phần là camera chính của con Nazo 50 cũng như là camera chính của con Redmi 10C này để các bạn có thể là có một cái so sánh nhé. Đầu tiên á, là mình sẽ đến với phần camera sau trước. Các bạn có thể thấy rằng là với cái màu sắc của con Redmi 10C ở bên trái và Nazo 50 ở bên cạnh phải, thì các bạn thấy rằng là con Redmi 10C nó làm chủ cái vùng tối tốt hơn. Ở ngay cái phần bánh xe của chiếc ô tô của mình, khi mà mình chụp ảnh HDR ấy, thì nó tái tạo màu đen này, chi tiết ở cái phần bánh xe lên tốt hơn, đúng không? Đó, nhưng mà màu sắc của nó thì mình cảm giác là hơi bị nhợt nhạt. Còn bên phía nhà Realme Nazo 50A ấy, thì cái màu sắc của nó rực rỡ hơn, màu đen sâu hơn. Tuy nhiên nó lại bị mệt một cái là màu đen sâu quá, nên là những chi tiết ở vùng tối của nó ấy, nó làm không được ngon lắm. Còn về cái phần HDR thì cả hai chiếc máy thì mình thấy rằng là làm việc đều ổn áp. Nói chung á, là về phần camera thì mình thích cái chi tiết của con Redmi 10C hơn. Đây là trong điều kiện mà mình chụp cùng một cái điều kiện ánh sáng cùng một lúc rồi nhá. Còn về cái phần camera chính của nó ấy, thì con Redmi 10C và Nazo 50 thì đều dùng gần như là dùng chung cảm biến, nên là khi mà mình zoom ra này, mình trải nghiệm cái phần camera chính để xem chi tiết, thì mình thấy rằng là cả hai chiếc máy nó gần như là đều tương tự các bạn ạ. Về phần chi tiết này, về phần màu sắc của camera chính khi mà mình chụp trong điều kiện đủ sáng, thì cả hai máy xử lý gần như là như nhau. Nó có chăng á, là mình thấy rằng là con Redmi 10C này nó hơi ám vàng một tí xíu, còn con Nazo 50A Prime ấy thì nó lại hơi ám hồng một tí xíu. Cụ thể thì xem ngay tấm ảnh tiếp theo các bạn sẽ thấy điều này. Ví dụ như tấm ảnh tiếp theo mình chụp cái quyển truyện Conan, các bạn có thể thấy trên màn hình. Thì với cuốn truyện Conan bên cạnh trái ấy, thì mình cảm thấy rằng là con Redmi 10C nó tái tạo cái màu sắc gần đúng với cái màu thực tế mà mình nhìn nhất. Còn con Nazo 50A Prime ấy, thì cảm giác của nó hơi bị ám hồng, và kể cả là ngay cái phần kệ tủ của mình nó cũng đã hơi bị ám hồng một tí xíu rồi. Nói chung á, là về phần chi tiết ấy, thì cả hai cái sản phẩm này thì gần như là có chi tiết như nhau, nhưng mà với con Redmi 10C thì nó thương theo cái hướng đó, chính là hơi bị ấm hơn, màu tông màu của nó hơi ấm hơn. Còn con Nazo 50A thì cái màu của nó cảm giác hơi ám hồng và nó hơi lạnh hơn các bạn ạ. Và Nazo 50 thì nó lại có thêm một cái nữa là nó hay đẩy cái màu sắc, những cái màu nổi ấy, ví dụ như là màu cam, màu đỏ, màu hồng, nó hơi đẩy thêm một tí xíu, nên là nhìn nó sẽ không thật. Còn đến với phần camera selfie của em này, thì đây là hai tấm ảnh mà mình chụp trong cùng một điều kiện. Các bạn thấy rằng là với camera selfie của Redmi 10C hay là con Nazo 50, trong điều kiện thiếu sáng của nó thì rất là kém. Noi, chi tiết thì không được cao, và zoom vào cái màn của mình thì không biết đâu là mắt mũi các kiểu luôn. Nói chung là camera này thì chỉ ổn trong điều kiện đủ sáng thôi. Các bạn hãy cùng xem luôn một cái điều kiện chụp ảnh đủ sáng của mình với con Nazo 50 và Redmi 10C nhé. Thì cũng như là camera sau, camera trước của con Redmi 10C nó vẫn hơi bị ấm, nó hơi bị ám vàng. Còn con Nazo 50A Prime thì nó lại cũng hơi bị ngả sang hồng hồng một tí xíu các bạn ạ. Có thể là đây do căn chỉnh về phần camera. Còn về phần chi tiết ấy, thì mình thấy rằng là cái chi tiết của con Nazo 50 và con Redmi 10C nó gần như là như nhau, nó không có sự chênh lệch quá nhiều. Tại vì căn bản là cảm biến máy ảnh trong tầm này, camera selfie trong tầm này, thì
thì nó cũng chỉ được có vậy thôi. Nói chung là về phần camera thì hai chiếc máy này cái sự khác biệt là không quá lớn đâu. Chẳng mình thấy rằng là con Redmi 10C thì nó làm tốt hơn hai điểm, đó là vùng tối nó lấy sáng tốt hơn này, chi tiết hơn, cũng như là cái màu của nó không có bị lệch màu nhiều, cũng không có bị đẩy sang ám hồng như còn là Nazo 50A. Thì đó là cái đánh giá của mình. Còn thực tế thì mình thấy rằng là cái camera của hai chiếc máy này nó cũng đã hợp lý ở trong tầm tiền 3 triệu rồi. Ok, đến với cái điểm tiếp theo nữa, đó là về phần pin. Thì con Nazo 50 và Redmi 10C đều có pin 5000 và cả hai đều có công nghệ sạc nhanh 18W. Nói chung á, là về phần pin thì cả hai chiếc máy vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của chúng ta trong vòng một ngày. Con Redmi 10C thì được tặng kèm củ sạc, nhưng mà củ sạc của nó là củ sạc 10W thì coi như là cũng như không. Còn con Nazo 50A thì không được tặng kèm củ sạc, nên là khi mà chúng ta mua hai chiếc máy này muốn dùng được sạc nhanh nhá, thì các bạn phải mua thêm những củ sạc Quick Charge của những củ sạc PD có công suất 18W ở ngoài thị trường thì mới có thể sạc nhanh được cho hai chiếc máy. Còn nếu như các bạn sử dụng những củ sạc 5W hay là 10W thì sạc rất là chậm. Ok, tóm lại thì với em Nazo 50A Prime và em Redmi 10C trong tầm tiền này thì mình thấy cả hai chiếc máy này đều ngon, và mỗi con thì đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Ví dụ như Redmi 10C thì nó mạnh ở cái yếu tố là cấu hình tốt, rồi trải nghiệm hiệu năng chơi game các kiểu rất là ngon. Còn với em Nazo 50A Prime ấy, thì nó mạnh ở cái điểm là thiết kế của nó đẹp. Thực sự là thiết kế của Nazo thì mình không thể nào mà chơi được. Rồi màn hình của nó cũng có khả năng hiển thị đẹp. Thì nếu như mà đối với cá nhân mình nhá, nếu như được cân đối một trong hai sản phẩm này thì mình lại thiên về con Nazo 50A Prime này hơn. Tại vì những gì mình được nhiều hơn là mất. Ví dụ như màn hình đẹp, ví dụ như là thiết kế, rồi hiệu năng con này cũng ở cái mức là đủ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Đó, pin piếc thì này nọ thì y chang. Còn con Redmi 10C này nó được một cái là nó có hiệu năng, thế thôi. Thế nên là nếu bạn nào mà thiên về cái vấn đề là chơi game thì có thể quất em này. Còn nếu như bạn nào mà muốn nó cân bằng hơn, muốn giải trí sử dụng nó ổn áp hơn thì mình vẫn recommend các bạn con Nazo 50A Prime nhé. Đây là một video đánh giá công tâm. Mình cũng chẳng phải là fan của Realme, cũng chẳng phải là fan của Xiaomi, nên là nếu bạn nào mà có bất cứ nhận xét nào thì có thể là để lại ở ngay phần bình luận để mình có thể là chia sẻ và cũng như là sửa đổi trong những cái video sau. Hãy nhớ rằng là mình sắp đạt 500.000 sub rồi. Anh em hãy ấn like và subscribe nhiệt tình để sắp tới chúng ta sẽ có một cái giveaway gì đó thật là lớn nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.